tạm cho nghỉ việc hai diễn viên nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam sau bài tố ngoại tình, vợ của nam diễn viên nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam công khai chia sẻ bài viết tố chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp khiến cộng đồng mạng dậy sóng những ngày qua liên quan đến vụ việc tài khoản TG Hà Nội tố chồng mình là diễn viên DVT sinh năm 1991 đang công tác tại nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam ngoại tình với nữ đồng nghiệp NTL sinh năm 2002 tối ngày 31 tháng 10 qua trao đổi với báo phụ nữ thủ đô bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang giám đốc nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Bà Trang thông tin, hiện nhà hát đã tạm thời cho hai diễn viên DVT và NTL nghỉ việc để giải quyết chuyện cá nhân. Về vấn đề cho nghỉ việc hẳn, bà Trang cho rằng cần có đầy đủ chứng cứ, lý lẽ và nếu cho thôi việc cũng phải có quy trình. Trước đó, vào trưa ngày 30 tháng 10, tài khoản T về chia sẻ bài viết có nội dung hai cái tác cho 10 năm bị lừa dối. Ngày 27 tháng 10 năm 2023, ngày mà tao quyết định trả lại cho mày tất cả những gì mày đã lừa dối tao trong suốt 10 năm qua. Kèm theo bài đăng này là hai đoạn clip chị T về thẳng tay tác người này vì cho rằng bản thân bị cắm sừng. Chia sẻ của chị Tê, Dê nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội với hàng chục ngàn lượt thả tim và bình luận trái chiều. Được biết, chị Tê, Dê và chồng từng có thời gian hạnh phúc. Những khoảnh khắc ngọt ngào này từng được chị Tê, Dê chia sẻ trên trang cá nhân. Hiện tại, bài viết tố chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp của chị Tê, Dê vẫn đang nhận được sự quan tâm và chia sẻ trên mạng xã hội.